Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Thì mọi người ơi, gần Tết ngày Tết Tây ở Nhật á, thì là cuối tháng 12, và ở Nhật thì mùa này thì có rất là nhiều cái sò điệp rất là ngon nha mọi người, hay còn gọi là sò điệp nhiều màu như thế này nè, hay còn gọi là sò điệp cầu vồng. Và bây giờ thì hôm nay Quỳnh mua được là một ít sò điệp này, cộng kèm thêm là một ít cái tôm bên đây nữa nha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một món ăn đơn giản là mình sẽ hấp chung với cua mình ăn nha mọi người. Cái món này thực chất là rất là ngọt rồi, cho nên nếu mà mình chế biến ra những cái món khác Quỳnh sợ là mất đi cái độ ngọt của nó. Với lại một năm thì cái loại là sò điệp này nó chỉ có vào đúng cái mùa này là ngon nhất thôi, cho nên Quỳnh tranh thủ Quỳnh mua Quỳnh ăn. Hôm nay thì mình bắt đầu vào chế biến nha mọi người ơi. Lâu lắm rồi Quỳnh không có ăn cái con sò điệp này. Thật sự cái vị của nó ăn cũng rất là ngon nha. Quỳnh lót ở dưới nồi là một ít là tỏi nha mọi người, củ hành, với lại một ít là cái gừng ha. Rồi, đó là Quỳnh sẽ cho ở đây là một ít cái lá chanh của nhà Quỳnh hái được luôn nha. Sò điệp vào luôn. Cái sò điệp này á thì mình bỏ vô mình làm gì nên rất là ngon nha mọi người. Chỗ nó đẹp quá trời quá đất mọi người. Đẹp ghê không? Rồi Quỳnh cho tôm vào luôn nè. Cái tôm này với sò điệp á là nó rất là nhanh chín nha. Tại vì là cái con sò điệp này là khi mà nó sôi nước lên á là nó mở nắp rất là nhanh. Rồi Quỳnh cho tôm vô luôn. Cho hết cái phần còn lại này vô luôn nha. Rồi thêm ít lá chanh nữa nè. Mình cho cái phần coca vào để mà Quỳnh hấp cái phần này. Mình cho nửa bình thôi, nửa bình để là mình uống nha. Nửa luôn. Rồi Quỳnh đẩy nắp lại luôn. Hôm nay thì Quỳnh sẽ ăn là muối ớt chanh nha mọi người. Và Quỳnh sẽ cho vào bên trong chén này là 3 muỗng cà phê đường trước nha. Tiếp đến là nửa muỗng cà phê muối. Sau đó là Quỳnh sẽ cho ớt vô. Rồi mình dầm ra thôi. Rồi sau đó thì Quỳnh sẽ cho chanh vô. Quỳnh sẽ cho khoảng là 2 miếng chanh nha, 2 đến 2 miếng rưỡi nha. Chanh ở Nhật thì nó cũng không có chua cho lắm nha. Còn mình gia giảm theo cái chanh ở bên Việt Nam nha. Rồi mình cho 2 miếng rưỡi. Rồi mình đậy lên. Đó, cái chén chấm của Quỳnh nha, muối ớt chanh rất là đậm đặc luôn nè. Rồi sau cùng thì Quỳnh sẽ cho vào một ít là lá chanh ở ngoài vườn nhà Quỳnh đó nè. Đó, rồi Quỳnh sẽ ra được là một cái chén muối, ớt, chanh và lá chanh thơm lừng như thế này nha. Rồi sao xin chào đi. Cái gì mà nhỏ xíu vậy sao? Chào lại đi. Thì mọi người ơi, cái món của Quỳnh ngày hôm nay cũng đã làm xong rồi. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Trời ơi, sò điệp hôm nay nó ngon mọi người ơi. Hấp sao? Cái mùi nó bay nồng nặc hết nhà. Nó thơm gì đâu là thơm luôn. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Trời ơi, nó ngon mọi người ơi. Đây nè, dít một con nha mọi người. Trời ơi, nó ngon nhất nắp rồi mọi người. Nó dính nè. Wow. Nó chắc dễ sợ mọi người. Còi sò điệp ở Nhật á, cái còi sò điệp là phải nói là nó bự mọi người. Cái con này á thì nó cỡ là loại trung nha. Cái loại này á ở Nhật các mọi người thì nó không có bự hơn nha, nó chỉ cỡ cỡ vậy thôi, nó bằng cỡ như là sò điệp bên Việt Nam vậy đó. Đó mình bỏ cái này ra, cái này cũng có người ăn có người không nha mọi người. Nó cũng giống như là cái phần đít của ốc vậy đó, mọi người thích ăn thì ăn, mọi người không thích ăn thì không sao ha. Nó chạy. Đó nè. Trời ơi, nó ngon mà. Dạ gì? Sang thử không? Dạ dạ. Ngon. Dạ dạ. Ngọt ghê mà. Cái mùa này á, mà ở Nhật mình không mua ăn á, được gọi là rất là phí nha mọi người. Tại vì một năm á, nó chỉ có đúng một mùa thôi. Mình không ăn là phải đợi qua hết năm sau, còn không là mình phải ăn đồ đóng đá. Nói chung ăn luôn phần ruột cũng sao, ăn được hết. Thường thường người ta làm sashimi mà thì người ta bỏ, còn tấm làm sashimi người ta ăn hết. Ngon thật luôn. Rồi ăn tới
cái phần tôm này mọi người, ngọt ghê. Tôm ngọt á. Sao miếng tôm với mẹ không? Hay ăn miếng xà điệp không? Ăn thử cho biết nhiều ta. Sao vậy? Nè hôm bữa ăn con tôm mà nó hôm nay ăn con tôm giùm mẹ đi, ăn không? Không. Chê nữa. Cái thằng này nó không thích hải sản. Chai non gì ta? Ừ chi chai nè. Cái đó, không chai đâu đó. Cái con này để chi băng chi chai đó, con này bự hơn nè, nhìn nè. Bỏ chút tụi chi chai. Rồi bỏ bẻ chút xíu nè, rồi nó chút xíu nè, rồi mỗi chút tụi chi chai rồi, ok bẻ nè, bẻ cho nó một con nè. Mỗi chút tụi rồi, mỗi chút tụi để ăn cái này rồi chút xíu đó. Thôi vậy thôi, mệt quá ăn mà kén quá, cho con kén quá mệt. Súi chi chai mẹ ăn bớt con tôm nhỏ. Ngọt. Cái tôm này là tôm sú ở Nhật mà, cái mùi này cũng rất là to. Mà đưa bảo sao giờ ít chi nít chút dọn lên cá mâm vậy mà. Cái này á, cái vỏ của nó hấp bao nhiêu rồi bởi vậy đi dưa kia đi đắng cũng nhanh hết. Với lại nó mắc vậy mọi người, Quỳnh mua ở đây á là hết cái đám xà đẹp nè, là khoảng mười mấy con á, là hết 7 sen là khoảng tự tư mà ngờ. Tại sao? Không ai thừa là không ai thừa. Con tôm nó còn sống ở chạy luôn. Xà đẹp ngon. Ở bên Việt Nam hay có mấy cái nhà hàng á, người ta bán mấy cái loại xà đẹp Nhật mọi người, mà làm cái gia vị kiểu Pháp á. Tại sao lại sinh như thế? Tại sao? Không ai ai hiểu được, không ai ai hiểu tại sao sinh. Tại sao? Tại sao sinh vậy? Mẹ sinh mà tại sao sinh hả? Tại sao sinh vậy? Sao biết không? Sao biết? Không biết không? Tại vì sao giống ai? Giống bà bà. Giống bà bà thôi. Tại sao giống mẹ? Là otoko. Otoko tiếng Việt là gì? Con trai. Sẽ giống ba ba bởi vì sẽ là con trai. Hôm nay cắt cái đầu đó hết giống con gái, nó tóc nó hai nó ngắn hết giống con gái, tóc mà nó dài lại còn con gái nữa, đúng không? Rồi ớt nó cạn. Cay dạng mới phê nè mấy người. Cái muối ớt chanh á, hồi nãy bỏ thêm mấy lá chanh á, bởi vậy giờ nó nhức nách ghê, thơm dễ sợ. Sao ăn gì nói cô chú nghe, ăn gì? Con phải cao chiên. Món ruột của sao đúng không? Món ruột là sao vậy? Món ruột là sao thích nhất cái món này, Ichiban Suki no Mono. Đúng rồi. Nó đi học đó mọi người, nó nghỉ Tết á, cái có một cái bảng gọi là cái bảng Tết. Ăn Tết nhất rồi. Cái gì? Mì. Mì, cái gì nữa? Tôi. Mì thôi. Nhưng mà sao mẹ thấy sao ghi hả? Cô giáo ghi trong cuốn tập của Sa, cái trong tờ giấy á. Coi vậy cái giống như là cái giấy mà một năm qua theo dõi ha, mấy tháng này người ta đi học đó là theo dõi. Cô thích cái màu skin này đẹp.
Là sao thích ăn món gì á? Sao ghi trong đó là sao thích ăn khoai tây chiên? Ừ. Sao nói với cô giáo sao thích ăn khoai tây chiên mà mày thấy cô giáo ghi á? That's a more chop the skin on the rock. Là mẹ. À vậy hả? Tất cả á. À. Là mẹ cho cho nhỏ. Ừ. Trời. Ừ. Thấy ghê quá sao? Thấy ớn. Mày ăn mà tao tưởng mày đang đặng lì hết quá. Thiệt. 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 Bị ừ á. Làm cô cháu các bạn hết hồn không? Thấy ghê quá. Cô cháu các bạn sợ. Cô cháu các bạn sợ. Chúc các bạn sợ. Đây sao? Ừ. Tại vì hết hồn. Bạn nằm ở Nhật á, mình tranh thủ mua này ăn nha mọi người. Cái này á, ngoài siêu thị á, không có bán không. Quỳnh mua trên web Yahoo nha, Yahoo Shopping của Nhật. Yahoo Shopping.gb nha. Mọi người vô, mọi người bấm vào cái chữ hô ta tê nha. Là ra. Bán nhiều lắm mọi người. Người ta có bán theo set. Người ta có bán lẻ. Gì sao? Ghê quá. Để sao ghê hả? Ăn đi đừng nhẹ nhẹ nó dơ quá hông. Mẹ ơi. Hử? Để sao ghê hả? Ăn mà nhẹ nhẹ ra dễ rớt nước miếng là nhịn ghê quá hông. Đúng không? Đúng không? Thiệt mà, mẹ nói thiệt á. Ê, trời ơi xém thì nữa. Gớt à. Chuyển qua đây cho nó dễ mà nha. Chưa thích cũng thế ơi. Ăn hết nửa mầm rồi đó mà. Cô mẹ ơi, ta vui vui. Nước cay mà. Nước mũi của mình á. Chảy rồi nó. Bắt đầu no lắm rồi. No quá. Mấy cái hải sản này ăn vô nhiều nặng bụng mà. Cay ghê. Sao làm xấu xấu lên cô chú các bạn thấy hết. Nhất là bạn của Sa. Bạn của Sa nó coi YouTube thấy hết. Nó nghe xong nó hết dám làm. Trời nó cay. Cay quá. Chạy hết nước mũi ra ngoài. Cài quá cài.
Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký để xem kênh YouTube của Quỳnh. Hả? Cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Nhanh lên, bye bye. Bye bye. Yeah.